chuyện trang rể mạnh nhất trong lịch sử, tập 208, một ngày sau, công chúa Khương Quốc đã hộ tống đoàn người sứ thần Việt Quốc về tới hoàng cung của Khương Quốc, một tòa thành nằm giữa cao nguyên núi đá. Hoàng cung cổ kính xa xưa, đặc biệt vĩ đại, băng giá và cũng vô cùng quỷ dị, bầu không khí còn quái dị hơn nữa. Trực tiếp rát vàng lên đá đen là cái thứ quỷ quái gì chứ? Lãng Dâm vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, cái gu thẩm mỹ của người Khương rõ ràng bá đạo như vậy. Đi tới trước cửa hoàng cung đại điện của quốc vương, công chúa chắp tay hét lớn, "Phụ vương, tiểu bạch kiểm sứ giả của Việt Quốc đã tới, ngài có muốn gặp hắn hay không hay là muốn làm thịt hắn ném cho chó săn chén không nghe vậy khiến lãng dâm lập tức rén nép sau lưng đại ngốc đồng thời cũng liếc xéo ngốc ca khinh thường cái thứ đồ không có bản lãnh gì cả ngay cả vợ của mình cũng không quản được vậy mà còn đòi đối với ta đánh đánh giết giết sao chứ đại ngốc so với lãng dâm còn uể oải hơn bởi vì gã cảm nhận được sự tan nát của con chim những ngày này ánh mắt của đại ngốc không ngừng liếc nhìn công chúa thế nhưng đối phương coi hắn thành không khí hoàn toàn không xem như có tồn tại vậy thì chính là tương tư đơn phương rồi xem ra là đại ngốc thất tình rồi không thể nào trách hắn được. Lúc này có thị vệ từ bên trong cung đi ra cúi đầu bẩm báo với công chúa, báo cáo, Khương Vương triệu kiến, cô nàng cũng chỉ khẽ gật đầu xem như đã biết. Lãng Dâm cùng với đại ngốc theo công chúa đi vào chính điện của hoàng cung Khương quốc, thực sự nhìn xung quanh Lãng Dâm cũng bất ngờ, một cái tiểu quốc như thế này, đại điện so với Việt quốc còn muốn lớn hơn, cao hơn, quả thực là đồ sộ rộng rãi, nhưng toàn đá là đá có chút lạnh lẽo. Nếu không phải Tuyết ẩn đại tông sư bẩm báo trước thì có lẽ bây giờ hắn đã biến thành thức ăn cho sói rồi, Lãng Dâm lập tức khom người hành lễ, sứ giả việt quốc thẩm lãng bái kiến khương vương ánh mắt lập lòe quang mang màu xanh cũng mới khẽ liếc nhìn vị vương hung tàn trên ngai vàng kia quả thực là giống như lời đồn thân hình to cao hùng vĩ như một ngọn núi hùng tráng vô cùng bảo sao di chuyển đẻ ra được đưa con cao to như công chúa dù không cao bằng đại ngốc thì cũng phải tầm hai m mốt toàn thân cơ bắp đen bóng giống như sắt nung lâu năm bên trong tràn đầy sức mạnh bùng nổ trên người cũng không mặc vương bào gì cả chỉ là một bộ giáp sắt vô cùng uy mãnh giống như một chiến thần đánh tây vực đánh sở đánh việt đánh sa man cái nào cũng quần ẩu xem người nào không vừa mắt là đánh người đó khiến cho sở và việc phải dùng tiền mua sự yên lành sau đó lãng dâm cũng dùng hệ thống quét mười quang một cái xem thử cái rùi cui có to như thân hình không kết quả thì hắn há hốc mồm quả thực phải khiến nam nhân thiên hạ tự ti mà so với châu bò còn thuộc hàng khủng hắn tự hỏi em gái và con gái tô nan đồng thời gả cho người đàn ông này thật sự là phải mặc niệm cho các nàng một phút mới được nướng khoai cùng với con hàng này chắc đau đớn hơn bị tra tấn lãng dâm cũng không vòng vo tam quốc trực tiếp đi thẳng vấn đề ta có thể trị được bệnh đậu mùa ta có thể cứu được mấy chục vạn con dân của ngài ta có thể cứu khương quốc của ngài đây cũng là ý đồ của lãng dâm đối mặt với thiết huyết bạo quân giết người như ngoé này không nên khiến hắn mất kiên nhẫn nhưng mà khương vương tay chống cằm lạnh nhạt lên tiếng méo cần đã có người tới người này đã thành công chữa khỏi bệnh động mùa cho con trai út của ta rồi điều này làm cho lãng dâm kinh ngạc có người chữa được bệnh động mùa sao còn tới trước hắn một bước hôm qua công chúa mới nói đã có không biết bao nhiêu người tiến vào khương quốc nói có thể trị được bệnh nhưng cũng toàn là phương bịp bợm bị cho đi đắp chiếu hết rồi sao lại có người thành công chữa được sao không thể nào tuyệt đối không có khả năng lúc này khương vương giọng âm trầm nhìn lãng dâm tôn an truyền tin cho ta mười mấy võ sĩ khương quốc của ta sở dĩ đi đốt cháy thánh miếu của việt quốc sở dĩ bị chết hoàn toàn là do âm mưu của ngươi là ngươi hại chết dũng sĩ của khương quốc chúng ta là có chuyện như thế sao nghĩ xong hãy trả lời ngươi chỉ có một lần cơ hội này liên quan tới sinh tử của ngươi bầu không khí của đại điện giống như trầm xuống áp lực nặng nề lãng dâm gần như nghe xong không chút do dự nào cả lập tức xác nhận đúng vậy là âm mưu của ta là ta đã khiến cho bọn họ đi đốt cháy thánh miếu của Việt quốc, coi như là ta đã hại chết bọn họ. Khương Vương ánh mắt sắc lẹ, chợt co rụt lại, giống như kiếm khí đâm thẳng vào da thịt, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Vậy thì chuyện tình ta đồng ý với Tuyết Ẩn thần nữ liền có thể thực hiện được rồi, ta có thể không cho ngươi đi đáp chiếu, nhưng cần ngươi làm ra một cái lựa chọn. Dứt lời, Khương Vương ngồi thẳng dậy, tay khẽ búng một cái ra hiệu. Lập tức thị vệ mang vào hai người bị trói ép tới, một là Hoàng Phượng, hai là Thẩm Thập Tam, cũng là cận vệ của Lãng Dâm. Khương Vương vẻ mặt giống như con sói nhìn con mồi, ngươi chọc giận ta ta lại đồng ý với tuyết ẩn không có giết ngươi nhưng không giết người khó giải được mối hận trong lòng của ta hai tên thuộc hạ này ngươi chỉ có thể lựa chọn một người được sống một người khác thì sẽ được làm mồi cho đàn cờ hó của ta ngôn ngữ tràn đầy ý chí vô thượng ông ta nói chết thì nhất định phải chết tức khắc thập tam cùng với hoàng phượng hiểu được hú hồn chim én hai người đồng thanh chọn ta chọn ta nhìn cái cảnh tượng vì nghĩa quên thân vì nhân tình không sợ chết này lãng dâm vẻ mặt giống như biết từ trước quả nhiên hai cái con hàng này có gian tình với nhau mà thập tam nhìn lãng dâm hết lớn chủ nhân cho ta đi đắp chiếu đi để cho phượng nhi được sống ta có thể đi theo làm tùy tùng của ngài công hiến sức lực nửa năm nay chính là vinh hạnh đặc biệt có đi bán muối cũng hài lòng hoàng phượng cũng không chịu kém bán muối ta đi thẩm lãng ta đã sớm không muốn tiếp tục ở bên cạnh người nữa hãy để cho khương vương đắp chiếu ta cho đám cờ hó kia đi ta cũng yên lòng lãng dâm nhìn cảnh tranh nhau này thầm nghĩ hai con hàng này đúng là tình sâu nghĩa nặng mà khương vương cất giọng lạnh lẽo nhanh chóng chọn một đi hoặc là hai người đều bị bán muối cho cờ hó ăn ba hai một hắn đếm ngược lại cũng nhanh như một cơn gió lãng dâm ngẩng đầu nhìn khương vương ta lựa chọn sẽ không đáp chiếu cả hai người bọn họ tức khắc khiến cho khương vương cười khặc khặc giống như dự liệu của hắn vậy thế là liền ra lệnh vậy thì cho đi đáp chiếu hai con hàng này cùng lúc đó bay đâu kéo hai con chó săn của thẩm lãng ra ngoài băm ra làm thức ăn cho cờ hó đám thị vệ to con của khương quốc lập tức kéo hoàng phượng và thập tam ra bên ngoài mắt thấy hai khứa sẽ bị làm thức ăn của cờ hó lãng dâm kho người lên tiếng đại vương ta sẵn lòng dâng lên một bảo vật để thay cho tính mạng hai thuộc hạ của ta, nhưng mà khương vương khinh thường khương quốc của ta có bảo vật gì mà không có chứ? sẽ coi trọng bảo vật của ngươi sao? tuy rằng khương quốc nghèo nhưng mà gõ nổi các nước xung quanh, rồi vác quân đi cướp bảo bối có không ít, hơn nữa tô thị thường xuyên la liếm phàm có bảo bối gì đều dâng lên, cho nên những bảo vật tầm thường không lọt vào mắt ông thần này. lãng dâm cũng không để ý với tay gọi đại ngốc mang đồ lên, đại ngốc mang vào một cái dương giống như có chút phần lượng. sau đó lãng dâm lập tức mở chiếc dương ra đại vương mời xem nhìn thấy thứ đồ bên trong ánh mắt khương vương trợn tròn như đèn pha ô tô hắn không khỏi kinh ngạc thậm chí có hơi chút kinh hãi quả nhiên là đại bảo vật tại sao lại có một miếng phỉ thúy lớn như thế chứ hơn nữa còn là ngọc phỉ thúy đỉnh cấp nữa chứ quan trọng nhất chính là khối phỉ thúy này còn được điêu khắc thành hình dạng của khương vương hắn nữa chứ uy phong lẫm liệt khi phách tuyệt luân tuyệt đối sinh động rõ ràng là bảo bối hiếm lạ mà khương vương lập tức đi xuống cầm viên phỉ thúy trong tay hài lòng bảo bối của ngươi cũng không tệ sau đó tên này cất giọng lạnh nhạt thế nhưng cũng chỉ có thể cứu được một mạng ngươi lựa chọn một người sống sót kẻ còn lại tiếp tục được làm thức ăn cho cờ hó lãng dâm nghe xong thì chửi thầm đậu xanh rau má nó chứ con hàng này đúng là loại ác ôn lưu manh mà cùng so với tên khương vương tham lam này thì quốc quân của việt quốc vẫn là một người khiêm tốn may mắn thay hắn còn có rượu kế khác vì vậy liền lên tiếng đại vương bảo bối không chỉ có như thế cái này còn hơn thế nữa hãy cho người đóng cửa sổ và tắt đèn đi đi ngài có thể nhìn thấy được sự độc đáo của nó đám lính lập tức vén rèm tắt điện cả đại điện chìm vào bóng tối chỉ thấy một cái pho tượng thủy tinh đang phát ra ánh sáng xanh kỳ ảo chiếu sáng cái căn phòng tối đen như mực này tức khắc khiến cho khương vương kinh ngạc sững sờ bởi vì bản thân cái pho tượng kia phát ra ánh sáng tản mát có chút lóa mắt dạ minh châu từ xưa tới nay đã là bảo vật hiếm có cực kỳ trong bảo khố của khương vương cũng có mấy viên thế nhưng mà dạ minh châu lớn nhất cũng chỉ bằng nắm tay trẻ con mà thôi mà bức tượng phỉ thúy trước mắt cao ba thước này toàn thân phát sáng quá là kinh người rồi đây chính là bảo bối có giá trị liên thành quá hiếm có hoàn toàn có thể biến thành bảo vật vô giá nhất trong kho báu của ông ta khương vương lập tức mừng rỡ ra lệnh được rồi không cho đi bán muối hai con hàng kia đồng thời còn ra lệnh bay đầu mang pho tượng phỉ thúy này cất vào trong bảo khố của ta đi mấy tháng sau ta muốn mở một cái triển lãm bảo vật thẩm lãng nhìn cảnh này cũng toát mồ hôi quả nhiên giống như với kết quả điều tra của hắn khương vương này ngoài việc thích cướp bóc hiếp người ngủ với đàn bà ông ta còn thích một việc đó chính là khoe khoang được cái món bảo bối lớn như thế nhất định phải khoe khoang với các tù trưởng của các bộ lạc còn vì sao cái pho tượng thủy tình này biết phát sáng chính là lãng dâm đã bôi một lớp huỳnh quang bên ngoài rồi vừa rồi ra ngoài đã hấp thụ đủ ánh sáng rồi đợi đám thị vệ mang đi và thả thập tam cùng với hoàng phượng ra lãng dâm tiếp tục múa mỏ đại vương ta còn có phần lễ vật thứ hai muốn dâng lên ngài điều này khiến khương vương tò mò và hứng thú ô hãy mang nó lên xem lãng dâm liền mở một cái hộp ra bên trong chính là một đống thuốc lá được xếp gọn gàng bên trong đó giống như bảo bối con hàng này lấy một điếu da châm lửa đưa lên miệng hút thở phì phì khói hắn làm ra một bộ dáng thoải mái đại vương đây chính là thuốc lá được làm từ cỏ nicotine cùng với nhiều loại hương vị khác nhau, ngài có thể châm lửa và hút như thế này. Điều này hoàn toàn khác so với hút cỏ tây vực, sau khi hút thuốc lá này, ngài sẽ tràn đầy sinh lực và có thể chữa khỏi mọi bệnh tật. Lãng dâm trong đầu thì đang thầm nghĩ, có hàng trăm thứ đặc biệt ẩn giấu bên trong thứ này, với những thành phần đặc biệt được thêm vào sẽ khiến cho người ta nghiện ngập, không rút ra được. Khương Vương tò mò đi tới cầm một điếu đưa lên mũi người thử, không phải chỉ là một thứ cây cỏ mà thôi sao, cũng xứng đáng nói bảo bối sao. Tuy rằng mùi thơm cũng khá đặc biệt, tuy nhiên cũng rất thú vị, được cuộn lại bằng giấy, sau đó ngậm một đầu trong miệng, người đâu, mang những cái thứ này đem cất đi. Nhìn lão, Lãng Dâm cố gắng che miệng tránh ho khi hút thuốc thầm nghĩ, con hàng này rất cảnh giác, rõ ràng là cũng muốn hút đấy, nhưng mà vẫn kìm nén lại, bây giờ quà cũng đã được trao, đã tới lúc bắt tay vào công việc rồi. Lãng Dâm lần nữa bốc lên câu chuyện, Đại vương, ngoại thần cực kỳ am hiểu y thuật, hôm nay tình hình dịch bệnh động mùa của Khương quốc giống như ngàn cân treo sợi lông nách, mỗi ngày đều có vô số người đi đắp chiếu, trời cao có đức hiếu sinh, ngoại thần nguyện ý giúp đại vương một tay cứu vạn dân khương quốc khỏi lưỡi hái tử thần nhưng mà khương vương khoát tay từ chối ta đã nói không cần đã có người có thể chữa trị được bệnh đậu mùa không cần tới ngươi lãng dâm chắp tay lớn tiếng nói đại vương ta dám chắc người này nhất định là một tên lừa gạt khương vương nghe xong thì khẽ cười nhạt khinh thường từ chối cho ý kiến thấy vậy lãng dâm liền chảy cối một phen chắp tay lên tiếng ngài nói người này chữa khỏi bệnh cho tiểu vương tử nếu như ta đoán không sai hoàn toàn bởi vì tiểu vương tử kế thừa huyết thống của đại vương thân thể cường tráng cho nên có thể chống chịu được bệnh đậu mùa đây xem như là tiểu vương tử tự chữa cho chính mình cái lời này của hắn cũng không có sai bệnh động mùa căn bản không thể chữa khỏi được không thể giải được tập 209, một khi mắc bệnh chỉ có thể dựa vào tự khỏi mà thôi trong thế giới văn minh phương đông cổ đại sau khi chúng bệnh động mùa thì tỷ lệ tử vong chừng 1 phần ba mà ở khương quốc này điều kiện sống bẩn thỉu quá ác liệt cho nên tỷ lệ tử vong bệnh động mùa lên tới sáu bảy phần chết không phải bệnh động mùa là do các loại biến chứng như viêm sưng xuất huyết bên trong lãng dân thầm nghĩ nếu như hắn đoán không sai cái con hàng nói là chữa được bệnh cho tiểu vương tử, chính là khiến cho tiểu vương tử an tĩnh trở lại. Sau đó lâm vào ngủ say, bệnh động mùa sợ nhất chính là cái gì? Ngứa tìm lung, gãi tùng lung, cái loại đau khổ khi ngứa ngày này hoàn toàn không chịu đựng nổi. Mà người kia cho tiểu vương tử uống thuốc mê nguyên thủy, để cậu bé ngủ mê man, chỉ cần không gãi, ngủ vài ngày thì động mùa sẽ tự khỏi mà sống. Nhưng mà Khương vương cũng không quan tâm, bất kể như thế nào, tóm lại hắn đã chữa khỏi bệnh động mùa cho tiểu vương tử. Từ nay về sau hắn sẽ chính là ngự y của bản vương, ta đã thu lễ vật của ngươi hơn nữa đáp ứng thần nữ tuyết ẩn không cho ngươi đi đáp chiếu thế nhưng trừ ba võ sĩ ở trong này những người còn lại ta sẽ cho đi đáp chiếu hết bằng không thì làm sao thu hồi thể diện của ta được chứ chính họ ngày mai sẽ khai đào chảm khương vương chỉ vào thẩm lãng còn ngươi ta sẽ không cho ngươi đi bán muối thế nhưng ta cũng sẽ không thả ngươi ngươi sẽ phải ở lại khương quốc làm một tên nô lệ đi bay đầu áp giải thẩm lãng vào trong ngục đi từ ngày mai bắt đầu đeo xiềng xích cho hắn làm một con chó đi lãng dâm đang từ kế hoạch trở thành chúa cứu thế của khương quốc biến thành nô lệ sao có thể chấp nhận được đây chính là bước then chốt để diệt tô thị vì vậy chảy cối lên tiếng đại vương khoan đã cái tên gọi là thần y chữa khỏi bệnh cho tiểu vương tử kia tuyệt đối là một tên lang băm lừa gạt không tin ngài có thể đem hắn tới đây ta sẽ đối chất vạch trần hắn cho ngài khương vương có chút tức giận nhìn chằm chằm lãng dâm nhấn mạnh từng chữ hắn chính là ân nhân của bản vương ngươi nếu tiếp tục nói xấu hắn ta sẽ không cho ngươi đi đắp chiếu nhưng mà sẽ cắt cái lưỡi chó của ngươi lãng dâm nghe xong mà bịt miệng kinh hãi cái tên điên này nhất định là nói được làm được chỉ bất quá lãng dâm đã bắt được tin tức then chốt hắn là ân nhân của khương vương cái con hàng này là hạng người ngang ngược ích kỷ chuyện gì mới có thể khiến cho hắn cảm ơn tên kia như thế đây là một tên lường gạt không hề đơn giản một chút nào đúng lúc này một đợt hương thơm truyền tới dĩ nhiên không phải là cái loại siêu phàm thoát tục như của tuyết ẩn tiên tử mà chính là dùng dược liệu đặc biệt phối thành mùi thơm trên cơ thể chưa thấy người cũng đã ngửi thấy mùi rồi chỉ thấy đi vào là một tên đạo trưởng tiên phong đạo cốt ti hí mắt lươn hắn nhìn lãng dâm tiêu sái phương ngoại chi nhân tả bá ngọc bái kiến thẩm công tử Lãng Dâm nhìn con hàng này cảm thấy có chút quen thuộc, hắn lại dùng ánh mắt laser mà quan sát, lập tức cảm thấy, cái đôi mắt kia nhìn rất là quen hàng. Bắt đầu dùng trí não tính toán đối chiếu, ra một người quen chính là hội ẩn nguyên, Thư Đình Ngọc, đúng, hai người này có chút giống nhau. Đơn thuần ở vẻ bề ngoài sẽ khác nhau hoàn toàn, Thư Đình Ngọc mập mạp, còn tên này gầy như que củi, nhưng mà đường nét lại tương tự. Đôi mắt cũng có phần giống nhau, vậy thì người này cùng với Thư Đình Ngọc, hoặc là anh em họ, hoặc là con chú con bác, hoặc cũng có thể là anh em ruột vậy thì hội ẩn nguyên phái gã tới khương quốc này có cái mục đích quần què gì cơ chứ nhưng bất kể như thế nào thì đây cũng là một kẻ địch lãng dâm liền nhìn chăm chú tên này tả tiên sinh nghe nói ngươi chữa hết bệnh tiểu mùa cho tiểu vương tử của khương quốc sao tả bá ngọc ôm quyền lạnh nhạt không dám đây đều là ân đức trời cao tiểu vương tử hồng phúc tề thiên tại hạ không dám đoạt công của trời cao lãng dâm híp mắt đánh giá tên này thằng nhãi này vô cùng giả hoạt bày ra cái thái độ khiêm tốn đặc biệt vượt ra ngoài dự liệu làm ra cái bộ dáng vô dục vô cầu những tên lừa đảo cao cấp đều là cái dạng này lãng dâm cũng nhớ lại tin tức tình báo hai tháng trước khương vương mới dẫn quân đi cướp ở tây vực một phen cũng mới trở về nhà trước khi bệnh động mùa bùng phát khương vương còn chưa có hoàn thành cướp bóc vì sao lại về nước sớm phương diện này có quỷ rồi ông ta có phải bị bệnh gì rồi không cái loại bệnh gì mới khiến hắn phải khó nói đây tiếp đó được cái con hàng tà bá ngọc này chữa khỏi rất có thể khương vương mỗi ngày không có gái là không vui này có thể cái đường khoai lang kia có vấn đề cũng là bình thường ví như là mụn rộp hay mụn cóc mọc trên cần cầu gì đó mặc dù chỉ là bệnh nhẹ nhưng lại cực kỳ đau đớn với cái loại ham gái như tên này không có gái nướng khoai thì nhân sinh còn gì là thú vị lúc này một thần y xuất hiện chữa hết bệnh cho hắn khương vương đối với hắn mang ơn coi là ân nhân cuối cùng thì cũng là liên quan tới cái sự dục tiên dục tử của hắn lãng dâm nhẹ giọng hỏi ngươi đã chữa lành bệnh cho khương vương sao tả bá ngọc lập tức khoát tay chối đây đẩy nói bậy nào thân thể khương vương bệ hạ khỏe mạnh có thiên thần bảo hộ nào có nửa phần bệnh tật chứ chính là ngươi thẩm lãng công tử nghe nói ngươi am hiểu đụng độc thế nhưng mà ta muốn nói trời cao có đức hiếu sinh làm việc tuyệt đối không nên vi phạm với luật trời thẩm lãng ngươi từng dùng độc hạ chết mấy trăm người của người trong phủ bá tước tĩnh an sau đó lại âm mưu dùng độc cho đi đắp chiếu vua hải tặc cừu thiên nguy cùng với mấy vạn bộ hạ người này làm việc không có chừng mực vi phạm luật trời nghe tới điều này trong ánh mắt của khương vương lại bốc lên ý muốn muốn cho lãng dâm đi đắp chiếu lãng dâm nghe xong cũng khá khen cho cái đám này nó là một cái bẫy được thiết lập sẵn con hàng này không những lừa gạt mà còn cắn trả hắn bằng vào cách này khương vương nhất định sẽ tiêu diệt con rắn độc nguy hiểm như ta nhưng mà trong lòng hắn cười thầm cái tên đạo sĩ thối tả bá ngọc này tất cả mọi hành động âm mưu của ngươi đều nằm trong lòng bàn tay của ta thế là lãng dâm kho người lớn tiếng nói khương vương vị đạo sĩ tả bá ngọc này câu dẫn vợ của ngươi cắm sừng cho ngài dài 3 mét xin ngài bầm thây hắn thành vạn đoạn đem cho cửa hó ăn đi nghe những cái lời này tên đạo sĩ tả bá ngọc ánh mắt co rút lại hai chân bên ngoài run rẩy còn cái chân giữa co rút lại khương vương cũng đang ánh mắt hồ nghi đối với hắn gái là thứ độc chiếm thế nhưng mà tả bá ngọc nhanh chóng tỉnh lại sau cơn lú, cất giọng lạnh nhạt Khương vương bệ hạ thẩm lãng cái con hàng này chính là đang muốn cắn trộm ta trả đũa ta mà thôi hắn thế nhưng mà lại dám làm với bẩn vương phi đây chính là nhục nhã đối với ngài cần phải tiến thành thiên hình đối với hắn thấy hắn chảy cối như thế lãng dâm lạnh lùng chỉ thẳng mặt tả bá ngọc ngươi cho rằng ta không có bằng chứng sao sau đó ung quyền cúi đầu khương vương xin hãy tụt quần của con hàng đạo sĩ thối này ra là sẽ biết thôi nghe vậy khiến con hàng kia giật bắn cái thằng người thế là giống như chó dẫm phải đuôi tả bá ngọc nhảy dựng lên vẻ mặt xanh mét như đít nhái với khả năng tấu hài bẩm sinh hắn liền múa mỏ ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy hả ta là người tu hành sao có thể xỉ nhục ta như thế chứ thật nực cười khi yêu cầu ta cởi quần áo lãng dâm nhìn hắn giống như một thằng hề bởi vì hắn vừa mới dùng trí não quét một phen phát hiện ra con hàng này đang mặc cái quần lót lụa được theo những bài thơ tình bằng tơ vàng và điều quan trọng nhất chính là gì chính là theo chữ ký trên đó lại hú hồn chim én cùng tên với vương phi khương vương lúc này trong lòng nổi lên cơn ghen giận dữ dù đúng hay sai chỉ cần hơi một chút là hắn sẽ nghi ngờ liền ra lệnh đạo sĩ xin hãy cởi quần áo ra đi đạo sĩ nhìn thấy đám thị vệ đi tới thì trong lòng sợ hãi vội la lên đại vương thẩm lãng này hoàn toàn là hồ ngôn loạn ngữ ngài không nên tin hắn lần này khương vương không nói nhiều đích thân đi tới sẽ phăng cái lớp đạo bào bên ngoài của con hàng đạo sĩ xuống lộ ra cái áo lót theo chỉ vàng bên trong đúng như những gì mà thẩm lãng đã nói tên này bên trong mặc một cái áo lót có theo chữ ký của vương phi nhìn một cái là nhận ra ngay điều này khiến cho khương vương nổi giận ánh mắt hàn đầy tơ máu nghiến răng nghiến lợi đậu xanh rau má nhà ngươi vương phi của ta cũng tên là lạc nhạn khương vương gần giọng tả bá ngọc bây giờ ngươi còn gì để nói nữa không hả lãng dâm nhìn cảnh này vừa đắc ý vừa thở dài các ngươi đúng là một đôi gian tình cùng nhiệt mà sau khi chén nhau xong thì còn tương tư mặc áo lót của đối phương để an ủi con chim bé nhỏ nữa nhưng mà lãng dâm cũng biết yêu đương vụng trộm chính là càng nguy hiểm càng kích thích giống như tình yêu công sở vậy trai có vợ gái có chồng lên công sở ăn chưa xong tranh thủ đi đánh chén một cái tuy rằng sợ nhưng mà cũng rất kích thích Tả Bá Ngọc bị tống cổ lúc này khóc thút thít. Chuyện tới nước này ta cũng không giấu giếm đại vương nữa. Ta và lạc nhạn vương phi chính là anh em ruột đã thất tán nhiều năm. Nghe tới đây khiến lãng dâm hú hồn chim én kinh ngạc. À? Ngươi còn có ngón nghề này nữa sao? Làm sao ngươi có thể đưa ra cái lời giải thích nực cười này cơ chứ? Ngươi cho rằng khương vương sẽ tin cái lý do vô lý này sao? Ngươi xem chúng ta là con nít ba tuổi sao? Tả Bá Ngọc nước mắt đầy mặt giải thích. Sở Dĩ ta chạy tới bên người đại vương phục vụ hoàn toàn bởi vì nàng. Cho nên ta dốc hết tâm huyết cứu tiểu vương tử cũng bởi vì nàng. Tiểu Vương tử chính là cháu ruột bên ngoại của ta đó." Khương Vương nhìn chằm chằm con hàng đạo sĩ Tả Bá Ngọc, sau đó bỏ tay khỏi cổ áo của con hàng đạo sĩ xuống khiến hắn rơi bịch một cái dập mông. Khương Vương không thèm tin, hắn trực tiếp nói bằng giọng lạnh lẽo, "Để cho Lạc Nhạn đi tới đây." Chỉ một lát sau, một cô gái quyến rũ dịu dàng đi tới, nhìn thấy tình lang Tả Bá Ngọc đang quỳ dập đầu ở đây thì kinh ngạc. Cô nàng này chính là phi tử Lạc Nhạn của Khương Vương, quả nhiên dáng dấp rất đẹp, chỉ bất quá với cái thân thể mảnh mai thế này, làm sao gánh được Khương Vương đô con kia xúc than cơ chứ? chỉ là là đau muốn chết đi sống lại ấy chứ nàng ta nhìn thấy tả bá ngọc quỳ trên đất còn có quần lót lụa mà khương vương đang cầm trong tay thì nụ cười tắt ngấm nhào tới ôm đạo sĩ ca ca chuyện của chúng ta đã bị đại vương biết rồi sao thẩm lãng nhìn cảnh này thì tê dại đầu lại chạy tới một cao thủ diễn xuất khác nữa rồi hai người là huynh muội à nói cho quỷ nghe đi nhưng khi lãng dâm nhìn lại thì đột nhiên ánh mắt mở lớn hắn dùng trí não quét một phen rõ ràng là gặp quỷ mà hai người này thực sự có chút giống nhau khuôn mặt không phải rất giống nhưng mà xương mặt rất giống nhất định là con chú con bác hoặc là anh em bạn gì. Nói cách khác thì Lạc Nhạn này cũng chính là một thành viên của hội ẩn nguyên, nếu hội ẩn nguyên sắp xếp gả người cho Khương Vương làm phi cũng rất là bình thường. Nhưng mà từ trong tư liệu hắn có được, Lạc Nhạn này chính là trong lúc Khương Vương đi cướp bóc ở Sở Quốc, cướp được một tiểu mỹ nhân mang về, vậy có thể nói, đây chính là quân cờ do ẩn nguyên hội sắp xếp rồi, hôm nay để cho Tả Bá Ngọc qua đây, chính là thu cái quân cờ này, bố cục này của hội ẩn nguyên quả thực rất đáng sợ. Lạc Nhạn Vương phi khóc lóc cất giọng bi ai, mấy năm trước, nô tỳ được đại vương nhìn chúng, liền đưa tới khương quốc phụ mẫu và huynh trưởng đã đi tìm nô tỳ Tì khắp nơi tìm đã nhiều năm rốt cuộc cũng tìm được nô tỳ nhưng lại không dám nhận quen biết bởi vì lúc nô tỳ gặp được đại vương đã nói mình không có người nhà huynh trưởng vì bảo hộ nô tỳ cũng ngưỡng mộ uy nghiêm của đại vương cho nên ở bên cạnh ngài dốc hết tâm huyết nào ngờ đại vương quá thánh minh không ngờ vẫn bị ngài phát hiện ta không dám cùng huynh trưởng nhận nhau thế nhưng theo cho huynh trưởng một món quần áo chẳng lẽ lại sai sao lãng dâm nhìn cảnh này thì cảm thán lợi hại diễn xuất tốt đó cái diễn kỹ này tối thiểu cũng phải được 90 điểm rồi nếu không phải trong lòng hắn đã có kế sách chỉ sợ cũng tin rồi vì vậy ngồi xuống nhìn hai khứa đường nét xương mặt tương tự cũng có thể là anh em họ cũng có thể là anh em bà con bạn gì huống hồ đây là một bài thơ tình có phải các ngươi hắn dừng lại không có nói tiếp lạc nhạn vương phi nghe xong thì lập tức lên tiếng cãi trong lời nói có chút ác độc ai nói đây là thơ tình chứ đây rõ ràng là câu thơ ta nhớ người nhà ta rõ ràng có người nhà nhưng lại phải coi như không quen biết nhau cũng không thể trở lại bên người phụ mẫu bởi vì ta đã có nhà mới rồi có được tình yêu của đại vương có tiểu vương tử ta không trở về được chỉ có thể sau khi chết đi mới có thể đoàn tụ được với phụ mẫu mà thôi nghe xong lãng dâm cảm thấy quá lợi hại rồi giải thích này hoàn toàn có thể nói xuôi được chỉ có thể nói hán ngữ bác đại tinh thâm một cái bài thơ giải thích thế nào cũng được có thể nói là tình yêu nam nữ cũng có thể nói là tình cảm gia đình cũng được đột nhiên lúc này vương phi ngẩng đầu nhìn khương vương đại vương nô tỳ còn có một biện pháp khác chứng minh sự trong sạch của mình tiếp đó cô ả à liền xốc chiếc váy của mình lộ ra quần lót màu xanh lãng dâm hú hồn chim én lập tức quay đầu không dám nhìn, hay cho con đàn bà ác độc, nàng ta bằng cái động tác này chính là muốn hại chết hắn mà, con ả này ngay trước mặt hắn, lộ ra bắp đùi cộng với cái ngã ba con sông hồng của mình, để Khương Vương nhìn thấy cảnh hắn chứng kiến con sông quê vợ mình thì có mà toang đời, may mà hắn phản ứng nhanh, khiến độc kế của con ả này không thành công. Lúc này Lạc Nhạn Vương Phi chỉ vào ba cái nốt ruồi trên đùi của mình, đây là cái bốt trên người của nô tỳ, trên đùi của huynh trưởng cũng có, bất quá nó ở bên trái. Tiếp đó, đạo trưởng kia cũng khuất phục kéo quần của mình xuống, lộ ra cái đùi bên trái cũng có ba cái nốt ruồi son, giống y hệt với Lạc Nhạn Vương phi, Khương Vương. Xin hãy nhìn xem vết bớt của ta và của Lạc Nhạn đều giống nhau, hết tập 209. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu, hẹn gặp lại trong những video mới tiếp theo nhé.